trong giai đoạn mùa khô năm 1982, thì sau cái trận mà tiểu đoàn 4 đi phục kích đoàn tải của Vương quốc ở biên giới Thái Lan, Campuchia, thì cái trận đánh đó thì phải nói là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và được trung đoàn là biểu dương và khen ngợi tiểu đoàn 4. Sau khi chúng tôi trở về chỗ suối lớn vườn xoài, thì đơn vị tiểu đoàn 4 của chúng tôi vẫn đứng chân ở đó và vẫn thực hiện theo cái kế hoạch của tiểu đoàn, đó là các đại đội vẫn tổ chức đi truy quét và tìm dấu vết địch xung quanh cái khu vực đó. Thì vào năm 82 á, thì lúc này quân Pol Pot nó hoạt động rất mạnh. Tôi thì cái cấp ở trung đội thôi, nhưng mà tôi cũng nghe láng thoáng rằng là lúc đó quân Pol Pot nó đã liên minh lại với nhau, mà chúng tôi hay gọi là cái quân liên minh ba phái. Chúng tôi hay gọi là lính CDK này, rồi quân Para, rồi Pol Pot. Đấy, kiểu như vậy, nó liên minh lại với nhau. Nên cái thời gian đó là nó tổ chức hoạt động và tập kích vào các cái chốt, cũng như là nó đánh vào các cái đơn vị của bộ đội ta khi chốt ở các cái điểm chốt. Như cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi ở trong vườn xoài suối lớn, thì cái thời gian đó quân Pol Pot nó rất hay tổ chức gài mìn và tổ chức phục kích, đánh vào cái, đặc biệt là cái phía sau ở chỗ tiểu đoàn 4. Thì lúc đó là trung đoàn mới giao nhiệm vụ cho cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi là phải mở một cái con đường từ vườn xoài mà đi ra đến lộ 56. Thì từ vườn xoài mà đi ra đến lộ 56 thì có cái cung đường nó dài khoảng 7 đến 8 km. Thì lúc đó thì chúng tôi chỉ có là một cái đường mòn đi từ lộ 56 đi vào trong vườn xoài thôi. Thế lúc đó là kế hoạch của tiểu đoàn là giao nhiệm vụ cho các cái đơn vị. Thì chúng tôi là có 3 đại đội và một đại đội hỏa lực nữa, là 4 đại đội. Thì cứ thế là luân phiên là chúng tôi làm cái con đường đó. Thì nói chung cũng cưa cây, cưa cối, rồi chặt cây, chặt cối, rồi dùng cuốc xẻng, rồi đào, đắp. Nhưng mà ở đó thì thực ra nó cũng bằng thôi. Cái con đường nó làm nó cũng rất là nhanh, rất là dễ. Chỗ nào sình lầy thì chúng tôi vào trong rừng, chúng tôi chặt cây, chúng tôi lát xuống đó để cho xe cơ giới mỗi khi người ta vận chuyển hàng nhu yếu phẩm và đạn dược vào cho tiểu đoàn 4 của chúng tôi. Sau này chúng tôi mở được cái con đường đó thì tôi nhớ đâu cái khoảng độ 1 tháng thì có một cái xe là chở hàng vào cho bọn tôi. Thế thì chúng tôi làm cái con đường đó nó khoảng độ tầm 20 ngày. Thì chúng tôi làm xong cái con đường nối từ lộ 56 vào trong vườn xoài suối lớn. Thì cái con đường đó là nó dẫn đến cái đầu chốt của cái trung đội 3 của bọn tôi. Còn từ trung đội 3 của bọn tôi mà muốn đi sang bộ phận tiểu đoàn á, thì nó là qua cái suối, chúng tôi gọi là suối lớn. Mà ở cái đáy suối đó về mùa khô thì nước nó chảy rất là ít thôi, nhưng mà rất là nhiều đá. Thế thì xin được nói với các đồng chí là cái đợt đó là bên cái đại đội hỏa lực, cái đại đội 4, thì người ta mới bắt được một con lợn rừng. Nó vào trong bãi mìn thì nó dính mìn. Thì anh em bên hỏa lực là người ta bắt được con lợn. Thì khi bắt được con lợn thì bắt đầu là bên đó là người ta mới làm thịt. Nhưng mà thực ra là các cái chốt của C3 của bọn tôi nằm bên này là không biết được đại đội 4 là bắt được con lợn đâu. Thế cái buổi chiều hôm đó là khoảng độ tầm 4 giờ thì tôi mới ra chỗ cái suối lớn là tôi tắm. Mà tôi ấy, thì trong cái ba lô của tôi là tôi hay thủ một cái cục đá rác, nó to bằng cỡ như cái cốc, nó cũng nhẵn nhẵn. Thì cái cục đó là tôi hay bỏ trong cốc ba lô. Mỗi lần đi tắm là tôi hay ra ngoài suối tôi tắm thì tôi hay lấy cái cục đá là tôi kỳ ghét. Đấy, mà nó rất là sạch. Thế là tôi đang ngồi đó, tôi tắm xong thì tôi đang ngồi tôi giặt bộ quần áo. Thì bắt đầu là ở bên đại 4 kia là mới thấy tôi. Anh em đứng với nó mới thấy tôi tắm của nó thì bắt đầu mới gọi. Cứ gọi to lắm, gọi Sơn ơi, sang bên đây bọn tao bảo. Thế thì tôi lại vắt cái bộ quần áo ướt lên trên vai, đang mặc một cái quần xà lón cũng ướt. Thế từ cái bên bờ của bọn tôi đây đi sang bên tiểu đoàn thì bọn tôi cũng làm một cái cây cầu. Cái cây cầu đó thì chúng tôi chặt bằng mấy cái cây gỗ dầu, là chúng tôi đóng một cái cầu của đó, là nối thông từ đại đội 3 của bọn tôi sang bên bộ phận của tiểu đoàn. Thì tôi mới lên cái cầu đó là tôi đi qua. Đi qua sang bên đó thì mới biết là bên đại đội hỏa lực, đại đội 4 là mới kiếm được một con lợn. Thì người ta mới làm thịt.
Mà cái đợt đó là xe có đường thì xe vào, thì anh em bên chỗ hỏa lực thì người ta mới nhờ anh em vận tải đó, là mới mang men ở bên Việt Nam sang. Thì Khang mang men bên Việt Nam sang thì anh em nó cũng nấu cơm đến nó ủ, và nó có cải thiện và nấu được cả rượu. Thì cộng với hôm đó là có một cái con lợn rất là ngon. Thế là anh em nó luộc rồi nó nướng rồi nó nấu nó kho là đủ các cái loại món ở đó. Thế là trải ra đó là ngồi nhậu với anh em đại đội 4. Thì tôi nói với các đồng chí, có lẽ là mấy năm trời thì không được đụng đến một ngậm rượu, mà cũng chưa bao giờ chúng tôi được liên hoan được một bữa nó vui như vậy. Thế là xô thùng gầu chậu, tất cả các cái loại gì mà gõ ra được âm thanh là bên đại đội hỏa lực bắt đầu là nó mang ra, là nó gõ rầm 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 rầm, gõ rồi nhảy van rồi đủ thứ các cái loại sinh hoạt, rồi là thằng thì khóc, thằng thì nhảy múa, đủ thứ đi. Thế thì là xong cái cuộc rượu đó thì xin được nói với các đồng chí là tôi cũng say. Tôi cũng say thì bắt đầu là tôi đi về đại đội 3 của bọn tôi. Thì mới đi đến chỗ giữa cái cầu gỗ đó thì do say quá thì tôi không vịn được vào cái lan can. Thì bắt đầu mới rơi luôn xuống suối. Cũng rất may là cái suối đó rất nhiều đá, nhưng mà tôi lại rơi vào cái chỗ cái vũng nước. Vì mùa khô thì nó cũng cạn, nhưng mà ở đó nó có cái vũng nước nó xoáy, nó còn to, còn rộng, nước cũng đang sâu, đến tầm khoảng đến bụng. Thì tôi mới rơi xuống đó. Rất may là không rơi vào đá. Rơi xuống đó thì cũng không ai biết là tôi rơi xuống đó đâu. Nhưng mà tôi cố gắng tôi trèo lên mà không trèo được. Rêu đá nó trơn trượt. Với thứ hai là mình say. Xong bắt đầu tôi cứ đứng ở dưới bờ suối là tôi la. Và lúc đó là chập chiều tối rồi còn. Tôi la to lắm. Tôi la mãi thì bắt đầu là anh em bên đại 4 là người ta mới nghe. Thì người ta mới ra. Còn bên này đầu cầu là anh em đại đội 3 của bọn tôi lại cũng nghe tôi gọi. Thế là hai đại đội là anh em nó đứng hai bên đầu cầu nó nhìn tôi ở dưới suối. Bắt đầu là nó có xuống nó mang tôi lên đâu. Nó cứ đứng ở trên bờ là nó cười, rồi nó trêu, rồi đủ thứ trên đời. Bọn tôi la to lắm. Tôi cứ la bảo chúng mày mang tao lên, rồi là tôi cứ rên rỉ dưới bờ suối. Nhưng mà tôi cố gắng tôi trèo, không trèo được. Mắt mũi nó hoa đi. Được một lúc thì thằng Dũng ạ, là nó mới lội xuống là nó mới dìu tôi lên. Nó mới dìu tôi lên thì nó dìu tôi về đại đội. Bắt đầu là nó mới kể lại cho tôi nghe là bọn tao ở bên này nghe mày la khủng khiếp thật. Mày mồm xong mồm mày to thế. Thế là cái biệt danh Sơn Toác là bắt đầu là tôi có từ đó. Lúc đó là anh em ở đại đội, đồng đội của tôi là mới đặt cho tôi cái tên là Sơn Toác. Mà cái tên Sơn Toác này cũng chính là cái thằng Sơn anh nuôi mà tôi đặt tên của nó là thành cái thằng Sơn nổi. Trong cái một cái trận mà quân Pol Pot nó tập kích vào cái đại đội 3 của bọn tôi đó. Nó bắn M79 rồi thằng Sơn anh nuôi nó lấy cái nồi nó đội lên trên đầu. Thì tôi đặt nó là Sơn nổi. Còn lần này tôi la ở dưới suối rồi tôi khóc ở dưới suối thì nó đặt cho tôi là cái tên là Sơn Toác. Nên là tôi có cái biệt danh Sơn Toác là từ đó. Mà cái tên Sơn Toác nó đeo đẳng suốt cả cuộc đời của tôi cho đến bây giờ. Bây giờ tôi về đến địa phương thì đồng đội của tôi mỗi lần chúng tôi gặp mặt thăm nhau thì anh em nó cũng vẫn cứ gọi tôi là Sơn Toác. Rồi từ cái từ Sơn Toác đó rồi là nó lan tỏa cả của một cái xã tôi ở. Thì hầu như ai thấy tôi cũng gọi tôi là Sơn Toác cả. Thì đó cũng là một cái câu chuyện kỷ niệm đời lính của chúng tôi. Thế thì sau cái đợt đó thì xin được nói với các đồng chí là quân Pol Pot nó tổ chức gài mìn vào cái tuyến đường chúng tôi làm rất nhiều. Thì lúc này tiểu đoàn lại cũng phải cho các cái bộ phận để ra ngoài cái đường đó, chốt đường, bảo vệ đường và gài gỡ mìn. Thì lúc đó cái tiểu đoàn 4 chúng tôi thì cái số lượng quân nó cũng không có nhiều đâu. Anh em sốt rét bị thương rồi vân vân là ra vô liên tục. Nên là quân số để mà duy trì chiến đấu ở tiểu đoàn thì thực sự là quân số thiếu rất nhiều. Lúc này thì chúng tôi lại phải đảm nhiệm là bảo vệ cái tuyến đường nó dài khoảng độ 7 cây số nữa. Mà lúc đó quân Pol Pot nó rất hay gài mìn ở đó. Thế thì đến một cái đợt thì tôi còn nhớ là cũng trong cái mùa khô năm 82 đó. Thì cái nhiệm vụ của cái trung đội 3 của bọn tôi là cũng đi
thông đường, rồi là đi chốt đường. Thì hôm đó thì tôi đến chỗ cái điểm chốt, thì tôi mới dàn cho anh em là bắt đầu là tổ chức là dò mìn, gỡ mìn, vân vân. Thì tôi mới gặp một cái đoàn công tác của tiểu đoàn 4, mà lúc đó là do anh Nghĩa là tiểu đoàn trưởng, và cái anh Tư là tiểu đoàn phó chính trị, và có một đồng chí nữa là đại đội trưởng đại đội 4, đại đội hỏa lực của tiểu đoàn đó, nhưng mà đến giờ lâu rồi tôi không nhớ tên cái đồng chí đó. Và cùng với cái bộ phận trinh sát của tiểu đoàn, nhớ lúc đó là thằng Khang là trung đội trưởng trung đội trinh sát của tiểu đoàn 4, là có một bộ phận trinh sát đó là dẫn các thủ trưởng ra ngoài trung đoàn đi họp. Thì đi đến cái vị trí của chúng tôi chốt, thì tôi mới có nói với chỗ anh Nghĩa tiểu đoàn trưởng và cái tổ trinh sát, bảo là cái tuyến đường này các em thông đường ở đây rồi là dò gỡ mìn ở đây thì quân Pol Pot nó hay vào nó gài mìn lắm, hay là các thủ trưởng đừng có đi trên đường nữa. Mà tôi cũng nói với tổ trinh sát là thôi cắt vào rừng mà đi, đừng có đi trên đường nữa, ở đây quân của ta bố trí nó rất xưa, mà quân Pol Pot thì nó quẩn suốt ngày ở đây. Thế thì nó cũng như là một cái điểm gỡ mà nó báo trước với cái trung đội chốt đường của bọn tôi. Thì tôi lại ra tôi dặn các thủ trưởng như vậy và cái tổ trinh sát, thì nhưng mà người ta lại cũng không nghe lời tôi. Thế là cái đoàn thủ trưởng nó ra ngoài trung đoàn là đi họp, thì vẫn cứ đi ở trên đường. Đi thì cũng không việc gì cả, nói chung là đi đến khoảng hàng tiếng đồng hồ rồi cũng không nghe một cái tiếng nổ nào cả. Thì chúng tôi hôm đó thì tôi vẫn là chỉ huy trung đội là vẫn là đi thông đường. Nhưng thực ra đi thông đường nó rất khó, là cái tổ này đi từ ngoài đường 56 đi vào thông, thì chúng tôi lại đi ngược ra, cứ đi đi lại lại ở trên đường như vậy. Thì cũng có lúc là anh em nó mỏi chân, trời nắng nóng nó cũng mệt mỏi, thì đi cũng không hết được, là cũng rút vào trong rừng là ngồi cho nó mát. Mà hầu như cái mặt đường đó thì ban ngày thì chúng tôi kiểm soát, nhưng mà ban đêm thì hầu như là của quân Pol Pot, nên sáng nào chúng tôi ra cũng đều gỡ được mìn. Con đường đó tuy là ngắn thôi nhưng rất nguy hiểm. Thế thì cho đến chiều thì cái bộ phận của tiểu đoàn là mới đi họp về. Đi họp về thì cách cái vị trí tôi chắc khoảng độ cây số, khoảng như thế. Thì tôi mới nghe tiếng nổ. Mà thực sự với các đồng chí cái thời gian đó nó cũng rất là ám ảnh. Có khi là bắn nhau đạn nhọn vân vân thì chúng tôi thấy nó là bình thường. Nhưng mà đang chốt đường mà tự nhiên trên cái mặt đường của mình nó cần phát ra một tiếng nổ thôi, không cần biết là vì sao nó nổ, thì trong thâm tâm là nghĩ là lại có đồng đội hy sinh là hoặc là bị thương rồi. Thì khi nghe tiếng nổ thì chúng tôi với chỉ huy trung đội là vận động nhanh, mà lúc đó tôi cũng không cho bộ đội là vận động ở trên mặt đường đâu, cắt vào trong rừng, sau đó là song song mặt đường là vận động đến cái điểm nổ. Vận động như thế nó rất là an toàn, mà lỡ có địch phục kích thì mình chạy ở trong rừng thì nó cũng khó bắn hơn là mình chạy ở ngoài mặt đường. Thì vận động đến thì tôi thấy là các vị là nằm ở đó là la liệt đi rồi. Thì đến nơi thì tôi nhớ là anh Nghĩa là tiểu đoàn trưởng là bay mới một chân. Và có một cái đồng chí này thì tôi không nhớ, nhưng mà đại đội trưởng đại đội 4 mà đến giờ tôi không nhớ tên, không biết là đồng chí 582, không biết đồng chí là tên gì, là bị hy sinh. Đó là mất đồng chí Nghĩa và cái đồng chí đại trưởng đại đội 4 là hy sinh. Và anh Tư, tiểu đoàn phó chính trị, thì cũng rất may là anh đi xa đội hình là anh không việc gì. Và cái tổ trinh sát cũng đi trước đấy, nhưng mà cuối cùng cái tổ trinh sát là cũng không việc gì. Thì đúng như cái lời tôi nói với đoàn cán bộ buổi sáng, thì đúng đến khi chiều thì đoàn cán bộ mới đi về thì lại bị dính mìn. Thế là vội vàng là mới đưa thủ trưởng lên trên cáng, và sau đó là cáng vào trong vườn xoài suối lớn, đưa sang cái trạm của tiểu đoàn 4 của bọn tôi. Đưa sang đó thì lúc đó là tôi mới biết là anh Nghĩa là cụt cái chân, còn đại đội trưởng đại đội hỏa lực thì hy sinh. Thế là ngày hôm sau là tin đó được báo lên trung đoàn, thì có cái ban cán bộ của trung đoàn là mới
xuống từ tiểu đoàn 4 của bọn tôi. Thì lúc đó tôi đang chốt ngoài đầu đường 56 thì tôi mới gặp cái đoàn cán bộ đó là vào trong chỗ tiểu đoàn 4 của bọn tôi. Thì tôi đang chốt ở đầu đường thì tôi mới nói các thủ trưởng, lúc đó là chắc là các cái thủ trưởng trung đoàn, mà hình như là sau này ấy là xuống họp để bổ sung cán bộ cho cái tiểu đoàn 4 của bọn tôi thì phải. Thì bọn tôi chốt đó thì mới nói là các thủ trưởng và lực lượng dẫn đường á, thì các thủ trưởng cứ nghe bọn tôi là các thủ trưởng đừng có đi trên đường, ở đây chúng tôi không thể đảm bảo an toàn được, các thủ trưởng cắt vào trong rừng mà đi. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ cho một tổ dẫn các thủ trưởng đi vào. Thì hôm đó là tôi không biết ai là thủ trưởng trung đoàn cả, tôi không biết tên, chỉ biết mặt thôi. Thì tôi mới dặn như vậy thì các thủ trưởng cũng nghe. Sau đó là đi cắt vào trong rừng, là đi vào trong ngôi chủ tiểu đoàn 4 họp hành như thế nào trong đó thì tôi cũng không rõ. Sau được một thời gian thì bắt đầu là có cái kế hoạch là cái đại đội 3 của chúng tôi là không đi chốt đường, không giữ đường nữa, mà thay vào đó là đại đội 2. Còn lấy cái đại đội 3 của bọn tôi cùng với lực lượng trinh sát của tiểu đoàn là chúng tôi đi phục kích và tìm dấu vết địch để đánh địch. Thì xin được nói với các đồng chí, có một cái trận đánh nó diễn ra với quân Pol Pot ở trong một cái bờ suối cạn. Thì lúc đó là anh Bé Ba chỉ huy đại đội 3 của bọn tôi là đi tìm dấu vết địch và đánh địch từ xa. Thế thì hôm đó là chúng tôi nhận lương thực là đi trong thời gian khoảng độ 3 ngày để đi tìm dấu vết địch. Thì bắt đầu là bám theo cái suối lớn đó, là chúng tôi cứ đi men bờ suối và sau đó là đi cắt vào trong rừng. Nhưng mà rừng ở cái khu vực đó là rừng bằng, hoàn toàn là không có núi có đồi gì ở đó hết, rừng là bằng lì. Thế thì chúng tôi mới đi cắt vào trong rừng, mà xin được nói với các đồng chí, cái trận đó chúng tôi cũng bị khát nước, khát đến một ngày một đêm không có một giọt nước nào. Nước chỉ có ở ngoài suối lớn này mới có thôi. Mà về mùa khô thì cái suối lớn này nước nó chỉ còn có ít thôi, nó chảy róc rách cũng không có nhiều. Thì mới cắt vào trong rừng đi. Đi thì theo bản đồ địa bàn của C trưởng Bé Ba dẫn đường. Thì cứ thế là đi. Đi thì tôi nói với các đồng chí là luồn thì luồn trong cái rừng bằng. Nhưng mà rừng bằng mà cây thấp thì cây bụi ở dưới thấp nó rất nhiều, nên đi nó vướng quần áo, vướng chân, vướng tay, đi nó cũng vất vả lắm. Trong khi nước thì không còn, mà trời thì nó ngột ngạt, luồn ở trong rừng, rồi là muỗi vắt nó cắn cho nữa, đi nó rất là khó chịu. Thế thì đi mãi thì chúng tôi mới gặp một cái con suối cạn, không có một giọt nước nào hết, lòng suối là chỉ có cát và đá không. Thì chúng tôi mới đi xuống cái lòng suối là đi xuôi xuống để tìm xem có nước hay không. Thì trên đường chúng tôi đang đi xuôi xuống thì tìm cũng không có một giọt nước nào hết, gọi là khô reng hết. Mà cỏ cây ở đó hầu như nó khô đi, nó mỗi lần nó có cơn gió đến là nó cứ xào xạc. Thế tìm mãi là không có nước. Thì bắt đầu là anh Bé Ba với bảo thôi, bây giờ phải cho đơn vị là rút quay ra suối lớn để lấy nước. Lúc đó chúng tôi cũng đi được một ngày rồi, một ngày với là một đêm rồi. Sáng ngày hôm sau thì đi được khoảng độ vài tiếng nữa thì hầu như là cả cái đại đội 3 của bọn tôi là khát, khát khô cổ họng. Khát là có nghĩa là tôi nói với các đồng chí là chém chém ở trong mồm ra để lấy một tí nước bọt thôi, để cho đỡ đắng cái miệng thôi, mà không có. Thế còn thằng thì nó vào rừng nó cắt dây rồi nó cứ ngậm mồm vào cái các cái dây rừng đó để nó mút, nhưng mà đâu có nước đâu mà mút. Về mùa khô thì các cái dây trong đó nó cũng khô rồi. Rồi là đào dưới lòng suối cạn lên, đào sâu xuống cả mét, moi cát lên thì cũng không có nước, được làm đủ mọi cách cũng không có nước. Thì lúc đó là chỉ huy anh Bé Ba đại đội trưởng là bảo thôi, chỉ huy cho bộ đội là quay về đơn vị ra suối lớn để uống nước. Thì khi chúng tôi lại theo cái lòng suối cạn đó thì chúng tôi đi ngược quay lại ở chỗ khu vực suối lớn. Thì khi chúng tôi quay lại thì lúc đó là không đi dưới lòng suối cạn, mà ở cái khu vực đó nó cũng bằng. Thì chúng tôi mới đi vượt suối, thì đi lên một cái trảng tương đối là trống trải, và xung quanh đó thì nó chỉ là cái rừng cây dầu thôi. Nhưng mà rừng cây dầu ở đó nó cũng còi cọc mà nó rất là thưa thớt. Mà dưới cái lớp cây dầu là toàn là cỏ, nhưng về mùa khô thì cỏ đó nó khô, nó vàng úa hết. Thì chúng tôi vừa mới vượt suối, vừa mới đi lên thì cái trung đội 1, trung đội của anh Cầu nó đi đầu, phát hiện ra địch luôn. Cách vị trí chúng tôi có khoảng độ 100 mét thôi. Nhưng cũng rất may là hôm đó chúng tôi phát hiện ra địch trước, mà địch thì lại không phát hiện ra bọn tôi. Thế thì tự nhiên tôi đang đi sau thì thấy
cái trung đội quanh cầu là thấy anh là anh em cứ lấy tay là vẫy 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 vẫy, ý là ngồi xuống, thì bọn tôi mới ngồi xuống. Thì anh bé ba anh đang ở giữa đội hình đi, và anh với luồn anh chạy lom khom lên đầu đội hình. Lên đầu đội hình thì cùng với trung đội 1 thì phát hiện ra địch. Thì anh mới quay lại, thì anh mới bảo với trung đội 3 của tôi là bắt đầu là tán ra. Thì lúc đó tôi mới triển khai cho đội hình trung đội 3 của bọn tôi là tán ra, tán rộng ra thành một cái hình cung. Thì lúc đó là anh bé ba là anh ở trên đầu đội hình, chỉ huy trung đội 1 là cũng tạt sang phía cánh phải. Mà lúc đó là tôi mới tán ra thì lên cái điểm bên trên bờ suối ấy, thì ở đó nó cũng cao. Thì tôi nhìn xuống thì nó có khoảng độ tầm vài chục thằng. Nó vác toàn hỏa lực không? Toàn B40, B41 không? Có lẽ là bọn này lại mò vào trong đơn vị của bọn tôi để tập kích vào. Thì đi đến đó lại đụng cái đội hình chúng tôi lại đi truy quét ở khu vực đó. Thì cứ thế là hai cỡ hai chục thằng là nó đi thẳng vào cái đội hình của đại đội 3 của bọn tôi. Mà lúc đó là đại đội 3 thì đi có hai trung đội thôi. Một trung đội 1 và trung đội 3 của tôi. Mà cứ thế là nó cứ tự nhiên là nó cứ đi thẳng vào đó thôi. Còn nhưng mà nó đi rất kỷ luật, nó đi người cách người rất xưa, cỡ phải 6-7 mét một thằng. Nên là cái đội hình của nó chỉ khoảng độ 20 thằng đấy, nhưng mà nó đi rất dài. Thế thì nó xông thẳng lại chỗ cái đội hình của bọn tôi, mà đặc biệt là nó đi thẳng vào chỗ cái trung đội 1, chỗ anh bé ba đang nằm ở đó, đang chỉ huy ở đó. Mà lúc đó là nó đi rất gần rồi, cách cái trung đội 1 khoảng độ tầm 30 mét thôi. Thì tôi nằm ở phía bên hông này thì tôi nhìn, tôi quan sát rất là rõ. Cây cỏ nó chỉ có ngang cái tầm khoảng độ đầu gối thôi. Còn cái phần người là nó lòi lên rất là cao. Thì lúc đó là triển khai đội hình là bọn tôi đã, các cái vị trí chiến đấu là chúng tôi đã bố trí sẵn rồi, ổn định đội hình rồi. Các cái đường đạn ngắm vào thằng nào là anh em nó lấy đường ngắm hết rồi. Chỉ còn chờ lệnh nữa là chúng tôi bắt đầu là nổ súng thôi. Thì tôi nói thật với các đồng chí nó sốt ruột. Nó càng ngày nó càng đi vào cái trung đội 1 mà cũng không thấy trung đội 1 nổ súng. Thì tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, tôi cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống để quan sát. Thì lúc đó là cái thằng đi đầu là nó đi sát đến chỗ trung đội 1 chắc cách khoảng độ 7-8 mét thôi. Thì bắt đầu là lúc đó bất ngờ là trung đội 1 mới nổ súng. Trung đội 1 nổ súng thì lúc đó là nổ súng thì tôi mới đứng dậy. Tôi đứng dậy thì tôi nhìn thì thấy là hai ba thằng đi đầu là đổ rồi. Thì bắt đầu là cái trung đội 3 của tôi mới tạt sang phía sườn, bắt đầu là đánh úp vào cái đội hình của nó đang đi. Thì lúc đó nó bị bất ngờ, hầu như là nó hoảng loạn hoàn toàn. Thì bắt đầu là bọn tôi bắn. Mà hôm đó tôi nói với các đồng chí là chúng tôi tiêu diệt chỉ được khoảng độ hơn một nửa chút thôi. Chứ còn cái phía cuối của đội hình của nó là nó bỏ nó chạy được. Thế ban đầu là bọn tôi bắn xối xả đi, cứ thế là nhằm vào địch bắn. Thì đánh có khoảng độ tầm 5 phút thôi. Thì hầu như là hơn nửa đội hình của quân Pol Pot là chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn. Không còn thằng nào sống hết. Thế thì cái bộ phận phía sau nó rút được ra phía ngoài tầm khoảng độ 100 mét, hơn 100 mét. Thì bắt đầu là nó bắn B40, B41 vào. Nó bắn thì nó bắn chừng thôi, nó cũng bắn vào cái khu vực đó rồi chứ còn cũng không chính xác lắm. Thì nó bắn vào cái đội hình của chúng tôi phải tầm cỡ 3-4 quả. Thì lúc đó ông bé ba ông ấy hô một Sơn chỉ huy cho bộ đội là truy kích. Thì bắt đầu là tôi mới tạt sang phía sườn này, là tôi mới dẫn trung đội 3 là vận động lại cái hướng mà quân Pol Pot nó ra ngoài đó nó bắn vào. Truy kích thì lúc đó là thằng Thắng bắn được hai trái B40 về cái hướng của nó. Sau đó là bọn tôi ào ào, bọn tôi thừa thắng, bọn tôi xông lên bắn. Nhưng mà lúc đó là nó cũng lủi ở dưới cái lớp cỏ, nó bò rồi nó nấp một cái cây dầu, cũng không thấy người đâu, chỉ thấy rung rồi là bắn vào thôi. Thì chúng tôi bắn thì thấy chúng tôi tấn công lên mạnh quá thì cái lực lượng phía sau nó cũng hoảng loạn, nó bỏ nó chạy chạy. Thì chúng tôi truy kích lên đến nơi thì thấy có ít dấu máu là dính ra lá cỏ như vậy thôi, và nó cũng khiêng nhau là nó chạy mất. Thì quay lại vị trí cũ. Thì hôm đó là quân Pol Pot là chết tại chỗ ở đó là 12 thằng. Với cái trận mà chúng tôi đi tìm dấu vết địch để đánh thì cũng rất may. Hôm đó mà tôi nói với các đồng chí, chúng tôi đang ở dưới cái lòng suối cạn mà đang còn hí hoáy là đào để tìm nước. Thì tôi nói với các đồng chí, nó ở trên bờ suối này mà với cái lượng hỏa lực của nó như vậy
thì nó tấp xuống, thì tôi nghĩ là cả cái đại đội 3 của bọn tôi khó mà sống sót được với nó. Nó ở trên cao, trên bờ suối, bọn tôi thì dưới lòng suối cạn, trong khi khát nước mà cố gắng để đi tìm nước mà tìm không ra. Cuối cùng cũng rất may là quân Pol Pot lại mang nước đến cho bọn tôi. Thế là chúng tôi lại những cái xác đó, thì nó cũng có các cái bình tông, nó cũng trang bị như bộ đội mình, cũng có túi mìn Claymore, rồi là cũng có dây thắt lưng, rồi là cũng có bình tông nước. Thế là tôi nói với các đồng chí là bọn tôi vào là lấy được nước của nó, bắt đầu là tranh nhau chi choe đi, đánh nhau là như thế, vận động chiến đấu là như thế, anh em như thế. Mà đến cái lúc khát quá thì không ai chịu nổi được, là hầu như là cả cái đại đội 3 của bọn tôi là lộn xộn ở đó, tranh nhau uống nước, giật bình tông rồi. Xong bắt đầu là anh Ba Ba anh điên lên là anh bắn, anh rút khẩu súng ngắn là anh bắn mấy phát chỉ thiên. Xong bắt đầu là bị chia cái số nước mà lấy được của quân Pol Pot. Bắt đầu là bị uống. Lúc đó là bị ổn định đội hình. Lính thì tôi nói với các đồng chí là nó nhiều chuyện để phải kể lắm. Nhưng mà chúng tôi ở, ăn ở với nhau, đồng đội là thế, thương nhau là thế, chia ngọt xẻ bùi với nhau. Trong chiến đấu thì sẵn sàng là chi viện cho nhau, kể cả là đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng cái khi khát nước quá rồi, không kiếm đâu ra nước, trong khi quân Pol Pot nó mò đến lại mang nước của chúng tôi, thì anh em không giữ được được cái khát nữa, không giữ được bình tĩnh nữa, nên là tranh giành hoảng loạn. Mà tôi nói với các đồng chí, bắn chết 12 thằng mà chúng tôi thu được 8 khẩu B41, toàn là B41 không, đó, có mấy khẩu AK thôi. Lúc đó nó sử dụng hỏa lực mạnh đến mức độ như vậy. Nhưng chúng tôi chiến đấu ở trên đường 56 cũng như vào biên giới Thái Lan, và sau này chúng tôi rút ra vườn xoài đi chi quét, rồi gặp các cái tốp địch để đánh. Thì tôi nói với các đồng chí về trang bị hỏa lực, quân Pol Pot bao giờ cũng mạnh hơn bộ đội Việt Nam. Nó sử dụng B40, B41 rất nhiều. Bọn này nó có cái kiểu đánh là nó dùng hỏa lực rất nhiều, là nó đến một cái điểm chốt hoặc là cái đơn vị của mình đóng quân ở đâu đó, thì nó chỉ nằm bên ngoài thôi, là nó dùng B40, B41 là nó bắn xối xả vào đó khoảng độ 10-15 quả, là sau đó là nó rút ra rừng, là nó bỏ nó chạy. Đó là cái cách đánh của quân Pol Pot mà chúng tôi rất hiểu cái cách đánh của nó. Nhưng mà lần này là cũng đen cho chúng nó. Không may chúng nó đi vào nhưng mà lại gặp chúng tôi, lại đi tìm chúng nó. Nên là chúng nó bỏ lại đó là 12 xác. Thì sau khi chúng tôi được bổ sung nước vào rồi ấy, thì đúng là người nó khỏe hẳn ra. Thì lúc đó là nhanh chóng là chúng tôi cũng rút khỏi đó. Thì lúc đó là toàn bộ vũ khí, súng đạn, trang bị của quân Pol Pot chúng tôi lục ở trong người, có những cái gì là chúng tôi lấy bằng hết. Thế là chúng tôi vội vàng là lại đi cắt ra suối lớn. Đi cắt ra suối lớn thì ra đến suối lớn thì nó an toàn hơn. Và tôi nói với các đồng chí, khi chúng tôi đi ra chạm đến cái suối lớn, thì ở cái dòng suối lớn nó chỉ còn một cái rãnh khe chảy rất nhỏ, len lỏi trong các cái kẻ đá thôi. Thỉnh thoảng có những cái chỗ là nó sâu á, thì nó có những cái vũng nước, nó rộng khoảng độ 3-4 mét vuông. Mà tôi nói với các đồng chí, ra đến nơi thấy nước cái là anh em cũng không giữ được đội hình nữa. Thằng nào thằng đấy là vứt cả vũ khí ở trên bờ, là lao luôn đầu xuống dưới nước, ngâm ở dưới đó rồi uống. Mà tôi nói với các đồng chí nhá, là anh Bé Ba anh phải chịu khát, và anh nói với cả tôi nữa, thôi anh em mình ngồi trên bờ để cho anh em uống nước xong rồi gì thì sau rồi mình xuống uống sau, đừng có xuống, tao ngoài ngồi trên này cảnh giới. Lúc đó anh Bé Ba anh không nói gì hết, anh để im cho anh em là xuống suối tắm rồi là múc nước uống vân vân. Xong xuôi là anh em nó múc bình tông lên là mới đưa cho thủ trưởng, là thủ trưởng mới uống. Thì đây là một cái câu chuyện kỷ niệm đời lính của tôi khi chúng tôi đang ở vườn xoài suối lớn trong cái giai đoạn cuối mùa khô năm 1982. Sau cái trận mà chúng tôi đụng độ với quân Pol Pot và chúng tôi tiêu diệt được 12 tên, thì lúc đó là chúng tôi quay lại khu vực suối lớn và vườn xoài và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở cái khu vực đó. Thì hôm nay tôi xin được kể một cái câu chuyện cho các đồng chí và các bạn nghe, đó là chúng tôi phát hiện được một cái hố chôn tập thể rất là lớn ở khu vực vườn xoài. Mà cái này thì cũng vô tình là phát hiện ra thôi. Thế thì lúc đó là cái tiểu đoàn 4 của chúng tôi là có thay đổi một số các cái kế hoạch để đảm bảo cái vấn đề là phòng thủ. Vì thời gian đó quân Pol Pot nó rất hay đánh vào cái tiểu đoàn 4 của bọn tôi. Thế thì lúc đó là hầu như là các cái bộ phận trực thuộc như là trinh sát, thông tin, hỏa lực, bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn,
thì cũng phải ra chốt với các đại đội. Thì lúc đó mới đẩy cái đội hình C3 của bọn tôi rộng ra, cách cái bờ suối lớn nó khoảng độ tầm 300-400 mét. Còn cái chốt của C3 của chúng tôi lúc đó là các cái bộ phận trực thuộc là người ta chốt, và bên kia bờ suối lớn thì bên đó là bộ phận ban chỉ huy của tiểu đoàn và các cái đại đội như là đại đội hỏa lực, thì người ta cũng đóng đội hình ra, người ta chốt ở phía sau. Thế thì cái thời gian đó thì nó cũng yên ắng được khoảng độ một tuần, khoảng như thế, không thấy địch nó tập kích. Thế thì mỗi lần họp ban chỉ huy đại đội thì cấp trung đội như chúng tôi cũng về đó họp, thì anh Ba Ba anh mới nói là nó yên lặng như thế này là có lẽ là nó sẽ tổ chức nó đánh lớn. Đó là anh Ba Ba, đó là theo cái kinh nghiệm của những người lính mà dạn dày chiến trường, người ta cũng chia sẻ lại với chúng tôi. Thế thì cái đợt đó là cái bộ phận trực thuộc thì người ta cũng đi theo ra cái bờ suối, rồi là đi lang thang loanh quanh ở cái khu vực vườn xoài đó. Mà cái khu vực vườn xoài thì tôi cũng đã nói với các đồng chí rồi, xung quanh cái khu vực đó nó rất đẹp và đồng cỏ nó rất là bằng phẳng, và cái nguồn thực phẩm ở đó nó cũng tương đối là dồi dào. Thế có một số anh em bộ phận trực thuộc người ta mới đi thì người ta mới phát hiện được một cái dãy củ từ, nhưng mà đây là cái cây củ từ rừng chứ không phải là củ từ nhà đâu. Củ từ nhà của mình thì phải trồng thành luống, rồi là cái cây củ từ nhà thì là nó không có gai, nhưng mà đây cái củ từ rừng thì nó lại rất là lắm gai, nên chúng tôi cho rằng đó là củ từ rừng. Thế thì người ta mới phát hiện được thì người ta mới đào, một số người ta mang về thì đúng là tiếng lành thì đồn xa, là nghe nói đâu là bộ phận trực thuộc là đào một củ từ để ăn. Thì bọn tôi cũng nghe loáng thoáng như vậy thôi chứ cũng không biết, bởi vì cái đơn vị C3 của chúng tôi chốt cách bộ phận trực thuộc nó cũng tương đối xa, nhưng mà trong tiểu đoàn nó, nhưng mà nói đến gặp nhau là cũng rất ít khi gặp nhau. Thế là chúng tôi cũng tìm cách, chúng tôi điều tra ra là đúng thật. Thế thì nói đến củ từ thì quý vị và các bạn có lẽ là ai cũng đã ăn rồi, nhưng mà chỉ ăn củ từ nhà thôi. Nhưng mà riêng cái củ từ rừng thì ăn nó không bở như cái củ từ nhà, nhưng mà nó rất dẻo và thơm. Thế là hôm đó là bọn tôi ví dụ nhau là theo cái lực lượng, cái bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn để đi đào củ từ. Thì bắt đầu là bọn tôi vượt suối sang bên chỗ đại đội 4. Sang đó thì bắt đầu mới hỏi thì người ta mới chỉ thì nó cách chỗ tiểu đoàn bộ khoảng độ tầm nửa cây số. Thì chúng tôi bắt đầu là cứ thế là cắt thẳng cái hướng đó ra, nhưng mà đi thẳng cái hướng đó ra là không thể đi được, bởi vì ở đó là cái đại đội hỏa lực nó bố trí bãi mìn ở cái phía đó. Là cuối cùng bọn tôi phải vô năn nỉ anh em bên chỗ đại đội 4 là dẫn bọn tôi ra. Thế là có cái lối đi riêng thì bọn tôi đi ra. Đi ra đến nơi thì tôi thấy ở đó nó rộng khoảng độ tầm cỡ 2 hecta, là toàn là cây củ từ rừng. Mà không hiểu sao giữa cái tràng cỏ rộng mênh mông như vậy mà ở đó thì lại có một cái bãi cây củ từ rừng. Thế là bọn tôi thấy anh em nó đào thì bọn tôi cứ vào lấy dao là cắt dây đi, xong đó là kéo dây ra làm cho nó gọn gàng lại, không, bởi vì nó rất lắm gai. Sau đó là còn cái gốc là bọn tôi phải đào xuống khoảng độ tầm 30-40 phân thôi là bắt đầu thấy có những cái củ từ rồi. Mà cái củ từ rừng thì nó lại không to, nó chỉ to bằng tầm cỡ như cái cán dao thôi, nhưng mà nó lại dài, xung quanh nó cũng lông giống như là cái củ từ nhà đó. Thế là bọn tôi đào thì ở phía ngoài này nó cũng cằn cỗi, đào mãi thì cũng mới được một củ thôi, có khi là đào 2-3 bụi thì cũng được vài ba củ. Thì cứ đào càng sâu vào trong ấy, thì cây nó tốt hơn thì củ nó nhiều hơn. Thì hôm đó là tôi là một, thằng Thắng là hai, với cái thằng Dũng là ba, là ba anh em tôi đào được khoảng độ 3 cân củ từ. Thế thấy cũng hòm là khoảng 3 cân rồi mà đào nó cũng đau tay, đào mãi mới được. Thế thì bọn tôi rủ nhau về thì đúng là khi đem về đến đơn vị, về đến trung đội thì anh em nó mới luộc lên khoảng độ 2 cân, thì phải nói là ngon thật, xin được nói với đồng chí là ăn rất ngon. Thế là còn 1 cân thì tôi mới đem xuống chỗ thằng Sơn anh nuôi.
Thằng Sơn anh nuôi thì nó cũng có cái tài chế biến lắm. Thế là nó đi làm sạch vỏ cái củ từ đó đi, xong bắt đầu là nó chặt khúc ra. Chặt khúc ra rồi nó thái thái mỏng ra, bắt đầu là nó xào. Nó xào với thịt hộp thì nó ra được một cái bát súp củ từ, ăn nó dẻo dẻo mà thơm ngon lắm, mà nó lại béo nữa. Thế là chúng tôi biết chỗ rồi. Đến sáng mai là tôi lên tôi xin anh bé ba, bảo là bọn em phát hiện được cái giấy củ từ ngon lắm, thì mai xin anh là cho trung đội của em là dẫn một bộ phận thôi là ra đi đào củ từ. Thế là anh bé ba bảo thôi được, chúng mày đi. Thế là tôi dẫn 5 đồng chí trong cái trung đội của tôi, bắt đầu là cũng cái hướng đó, đi qua cái cây cầu đó là vượt qua suối sang bên chỗ đại đội 4, lại nhờ anh em đại đội 4 là dẫn ra. Bởi vì là bên đó nó là bãi mìn mà, nên anh em mà không dẫn ra là không dám đi. Dẫn ra thì nhiều bộ phận đang đào ngoài đó lắm, chứ không phải là mình đơn vị tôi đâu. Anh em thông tin trinh sát rồi là các đại đội khác nữa, người ta cũng cứ cử ra cỡ tổ gì đó ra đó đi đào. Thì hôm đó tôi nói với các đồng chí là tôi thì cũng là dân miền núi, nên là tôi đứng tôi quan sát, tôi nhìn thì thấy có một cái đám củ từ ở đó là cái dây nó rất là xanh mà tốt. Thế thì tôi bảo chắc chắn là ở trong đó là nhiều củ từ, nhưng mà muốn vào được cái đám cây đó thì lại phải phát hết phía ngoài này, bởi vì cái dây củ từ rừng nó rất lắm gai. Thế là chúng tôi phát sạch, mở rộng cái hướng ra khoảng tầm 1 mét, bắt đầu là đến thẳng cái chỗ cái đám cây tốt nhất vào đó đào. Thì bắt đầu bọn tôi cứ đào lần lượt là đào vào. Mà tôi nói với các đồng chí vào đó đất nó xốp, nó tơi xốp lắm. Đào lên là nhổ lên là những cái gốc củ từ là bên dưới nó múi lên 2-3 củ một, mà toàn củ to củ dài thôi. Mà đất lại xốp lại càng dễ đào. Thì tôi nói với các đồng chí là hứng lắm, đào nó thích lắm. Cứ thế là đào đào thì anh em phía sau là vào là bỏ vào ba lô khuân ra ngoài để, xong tiếp tục là cứ lần lượt như thế. Thì tôi đào vào đến cái đám cây tốt nhất thì càng đào vào trong đó đất nó càng mềm, càng xốp. Có nghĩa là chỉ có lấy con dao là gọt các cái gai mà nó bám ở gốc cây củ từ ấy, là lấy cái tay thậm chí cầm lấy sức nhổ một phát thôi là nó cũng lên, như không cần phải đào. Càng đào nó càng nhiều. Thì tôi đang đào thì tôi phát hiện được một cái rẻ rách. Thì tôi với cực lấy hết sức là tôi cầm cái rẻ rách này là tôi nhốc lên. Thì tôi nhấc lên cái thì cái rẻ nó rách làm cái oạc cái tôi ngã ngửa ra. Thì tôi nhìn thấy là giống như một cái áo. Thế sau đó thì tôi không nghĩ đó là cái hố chôn tập thể. Thì tiếp tục tôi lại đào. Đào thì nó lại vướng vải, vướng quần áo rách ở trong đó, nó cứ lằng nha lằng nhằng. Thế là tôi cứ đào sâu sâu xuống để lần mò những cái áo là mình giật mình vứt đi. Chứ lúc đó chưa nghĩ là cái chuyện ở đó là đầu lâu với là xương ở đó nó nhiều đâu. Thì đào thì đến cái lúc tôi nhốc cả bộ quần áo lên tôi ném ra ngoài cái, thì cái thằng Thắng nó ở phía sau, nó lại cầm nó sủ sủ cái áo này. Thì bắt đầu là xương, xương sườn ở trong cái áo đó nó mới rụng ra, nó mới rơi ra ngoài. Nó bảo sơ đời toàn xương người thôi mày ơi. Thì tôi nhìn lại thì úng là xương người thật, nhiều thật. Thế là bọn tôi vẫn tiếp tục đào. Đào thì 3-4 thằng là châu đầu vô bắt đầu đào. Đào đến đâu thì bắt đầu là xương ống tay, ống chân, quần áo, đầu lâu là nó loạn xì ngầu ở cái khu vực đó. Thì cứ vét đất ra tầm khoảng độ tầm 3-40 phân thôi, thì lớp ở bên trên toàn là củ từ không. Mà cái chỗ đó là nó chôn hố tập thể, nên là lâu ngày rồi là xác nó phân hủy, nó hoai mục đi rồi. Thì nó thành giống như cái kiểu là cái đống gọi là dinh dưỡng ở đó nhiều, nên là cái cây củ từ ở đó mọc nó cũng tốt. Với thứ hai nữa là củ nó cũng nhiều, nên là cần đào xuống tầm 30 phân thôi là một cái lớp bên trên là củ từ. Bắt đầu là chúng tôi cứ thế là lấy củ từ phía trên, thì bên dưới là cứ thế là quần áo là đầu lâu xương chéo nó cả một đống ở dưới đó nhiều lắm. Thế thì cũng sợ, lấy được một ít nữa thì cũng kinh quá rồi, vì rút quay ra không đào củ từ đó nữa. Thì lúc chúng tôi quay ra thì chúng tôi phải đeo về về tầm cỡ 70-80 cân củ từ. Thì bắt đầu là về là chia cho các trung đội. Thế là tôi về tôi mới nói là cái câu chuyện là bọn tôi gặp một cái hố chôn tập thể. Thì
Cái anh Sáu đại đội phó. Anh bảo ở đâu? Tôi bảo ngoài đó. Thế là anh bé ba anh cũng nghe nói, anh bảo là ở đâu mày dẫn bọn tao đi. Thế là hai ông lại tranh nhau đi. Thế tôi mới bảo là các anh cứ đi thì tôi chỉ cho. Thế là hôm đó là cả ông bé ba, cả ông Sáu, cả cái trung đội ba của bọn tôi bắt đầu đi ra. Ra thì bắt đầu là đến cái chỗ cái đám cụ từ đó. Mà hôm đó tập trung như nó đông, cả tiểu đoàn nghe nói thì anh em nó cũng tò mò, nó cũng đào cụ từ lại đó là nó đông lắm, phải đến vài chục người. Thì bắt đầu là anh bé ba anh mới cho phát hết cái khu vực đó, phát sạch đi, xong bắt đầu là cho bộ đội nhổ phía mặt trên, bắt đầu là ví dùng xẻng bắt đầu là vét cái mặt đất trên đi. Thì cái hố chôn tập thể đó khi chúng tôi vét sạch đi, nhìn thì cái bề ngang nó rộng khoảng độ tầm 5 mét mà nó dài khoảng độ tầm hơn chục mét. Đó là cái dấu mà khi chúng tôi vét đi là nhìn thấy cái dấu mà. Thì hoàn toàn dưới đó là chỉ có đầu lâu với xương người không. Mà tôi nói với các đồng chí, hôm đó cái thằng Sơn anh nuôi nó cũng đi ở đó. Nó đi xong thì xem xong thì là rủ nhau về thôi, gọi là tò mò xem lúc cho vui rồi lại về. Về thì cái thằng Sơn anh nuôi á, nó rất khôn. Thằng này trong chiến đấu thì nó rất là sợ chết. Đấy, nhưng mà không biết là cái động cơ nào, cái suy nghĩ nào mà hôm đó là nó mò lên chỗ trung đội tôi. Nó bảo mai mình rủ lên mấy thằng ra đó đào cái chỗ cái hố chôn tập thể đó, mà ở dưới đó là có vàng đó. Thế nó bàn với tôi như vậy. Thì tôi nghe nói có vàng thì tôi cũng thích. Rồi là một số anh em thì chúng tôi bàn nhau thôi, bàn riêng với nhau thôi. Thì thằng Sơn nó bảo là dân Campuchia ngày xưa nó chưa bao giờ nó ở đất nước Campuchia, mà chưa bao giờ nó biết đất nước Campuchia nó như thế nào, ít vàng hay nhiều vàng, mà không biết là ai thổi vào tai nó mà nó phán như là nó là người dân Campuchia. Thật, nó bảo riêng dân Campuchia là ngày xưa rất lắm vàng, khi người ta bị đập chết với là chạy loạn là chết chôn tập thể này, trong người người ta đang có vàng, nên là mày bố trí lên mấy thằng nữa là ra đó đi đào đi tìm vàng. Đấy, thằng Sơn anh nuôi nó mới lên nó nói với tôi như vậy. Thì tôi cũng hứng lắm. Thực sự ra thì gặp người chết với chúng tôi đi chiến đấu mà bắn nhau này, gặp người chết để gặp xương người ở trên cái đất nước Campuchia thì gặp quá nhiều rồi. Đối với chúng tôi thì không có cái gì là sợ cả. Nếu như mà sợ ma với sợ nọ sợ kia thì chỉ có những cái người khác thôi, chứ còn đối với bản thân tôi thì cái chuyện đó nó quá bình thường. Thế là tôi nói với các đồng chí là sáng mai thì bọn tôi mò ra là cả thằng Sơn anh nuôi nữa ra. Ra thì bắt đầu là lấy xẻng lấy cuốc bắt đầu là đào. Cuốc chim rồi xẻng bọn tôi đào, đào đến đâu tôi nói với các đồng chí quần áo nó lẫn lộn ở trong xác đó. Rồi là lôi những cái bộ quần áo nó lâu rồi nó cũng mục mại rồi, nhưng mà cũng có một số cái loại quần áo mà pha ni lông thì nó còn dai. Thì tôi ước tính những cái hố đó có phải là hàng trăm người chứ không ít. Thì bắt đầu là cứ mò mẫm là cứ thấy những cái bộ quần áo mà chúng tôi lôi lên thì nó bùng nhà bùng nhùng, nó vướng cả xương cẳng tay cẳng chân rồi là xương sườn đầu lâu linh tinh ở trong đó. Mà tôi nói bọn tôi cứ lôi lên cái lại ném lên trên bờ thì bắt đầu là thằng Sơn bắt đầu nó lục. Tôi tính là phải lôi lên đến phải có độ đến 10 bộ quần áo lôi lên lục mãi chả thấy cái gì, chỉ có một số các cái đồ ví dụ như là cái vòng, nhưng mà cái kiểu nó cũng bằng sắt thôi chứ không phải là vàng, nó dỉ đen đi rồi chả có cái gì đó cả. Tìm mãi đúng là vàng mắt chả được cái gì, loay hoay suốt đồ đến 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng là thất vọng mấy thằng là ví dụ nhau đi về. Thế thì sau cái câu chuyện mà chúng tôi phát hiện được cái hố chôn tập thể đó thì thời gian đó thì là bước vào mùa mưa năm 1982 rồi. Thì những người lính nhập ngũ năm 1978 như chúng tôi thì còn sót lại đến lúc đó, thì lúc đó là cái kế hoạch của đơn vị là chúng tôi được về phép thăm gia đình. Thì cái câu chuyện về phép thì xin được nói với các đồng chí, kể thì nó dài lắm. Cái hôm tôi đang ở chỗ ban chỉ huy đại đội thì anh bé ba anh đi bảo anh đi gọi vào trong hầm. Nhưng vào thì bắt đầu là vi pha cái cây hà thủ ô ra là uống nước. Thì anh bảo là đợt này mày được về phép.
tao mới đi họp với trên tiểu đoàn thì đại đội mình là có được 4 đồng chí là về phép, mà chủ yếu lúc đó là lính nhập ngũ năm 78 thôi mới được về phép, chứ còn nhập ngũ 79, 80, 81 là chưa được về phép. Nói câu chuyện được về phép mà tôi nói thật với các đồng chí, có lẽ đây là một cái cảm giác chung của những người lính trên chiến trường Campuchia khi mà nói là đơn vị cho về phép. Nó sung sướng, nó trân trọng. Mà tôi cứ hỏi đi hỏi lại là lúc nào em được về, thì anh bé ba thì anh cứ từ từ ngồi quấn thúc dê hút, rồi là anh cứ rót nước cho tôi uống, là anh cứ từ từ, anh không nói là ngày nào về cả. Tôi thì cứ sốt sắng hỏi coi là lúc nào được về. Thế bắt đầu là anh Vi lấy ở trong túi áo ra là cái giấy đi phép. Thế là được 3 ngày sau, thì lúc đó là có một cái xe GMC đi từ lộ 56 đi qua cái tuyến đường đó vào trong vườn xoài Suối Lớn để đón những cái lực lượng là được đi phép. Thế thì là tôi cũng lên trên cái chuyến xe đó và được nghỉ phép cái đợt đó. Thời gian nghỉ phép của chúng tôi á, thì thực sự là được 1 tháng để về phép. Nhưng mà thực sự khi tôi về nhà là tôi ở nhà tháng rưỡi, tôi mới xa. Thế thì hành quân ra để về phép thì chúng tôi ra lộ 56, thì ngồi trên cái xe GMC. Thì lúc đó là có lẽ là cũng nhiều đơn vị về phép, rồi anh em sốt rét bị thương vân vân. Cả một cái đoàn xe 4-5 cái chứ không phải là mình cái xe chở anh em tôi đi phép đâu. Thế thì xe chạy mãi ra đến thị trấn Lếch. Ra đến thị trấn Lếch thì tôi mới đi vào cái chỗ cái tiểu đoàn quân y của sư đoàn để tôi đi tìm thằng Sơn. Thì lúc đó là thằng Sơn nó lại rút từ khu vực phẫu tiền phương của sư đoàn ở khu vực Năm Nhà, nó lại rút ra phía ngoài đó. Nó lại ở ngoài đó. Thì ra hầu như là anh em ngoài sư đoàn ở bên quân y ngoài đó bọn nó sống như vua con lắm mà. Nó sống sướng lắm. Thế ra thì tôi mới gặp thằng Sơn. Thì tôi mới hỏi Sơn một đợt này mày có được về phép không? Thì nó bảo tao chưa được về. Thế thì ở ngoài sư bộ đến khoảng độ được 2 ngày ở ngoài sư bộ, cũng làm một số các cái thủ tục giấy tờ. Thì lúc đó là thằng Sơn nó cho tôi một bộ quần áo xăng gai. Và nó còn nói với tôi bảo Đồng Hương ơi, còn cái giấy mà đi viện với là cái giấy chứng thương đi viện với gọi là cái linh tinh cái giấy tờ của bộ đội của bọn tôi á, thì nó bảo thôi mày có cầm đó không, nếu như mà mày cầm được đây á thì đưa cho tao giữ cho, chứ không thì Đồng Hương rồi là vào trong biên giới đi chiến đấu thì lanh quanh là mất đi. Nhưng mà thực sự lúc đó tôi có còn đâu mà, giấy đi viện đi viết rồi bao nhiêu lần hành quân chiến đấu rồi là bật chốt rồi linh tinh thì là giấy ra viện ba lô còn mất, chứ nói gì là giữ được cái giấy ra viện. Tôi mới nói với nó là tao chả còn chẳng còn cái giấy gì cả. Thằng Sơn nó ở ngoài sư đoàn mà nó lại làm bên chỗ cái tiểu đoàn quân y của sư đoàn nữa, nên nó nắm chắc về chính sách. Thì nó nói bảo là anh em mà bị thương á, là người ta vào đơn vị chiến đấu có một thời gian là người ta được quay ra ngoài này đi khám thương tật, sao mày lại giấy tờ mày lại vứt đi. Rồi là nó nói một số chính sách, thằng này nó rất hiểu. Thế thì hôm đó tôi ở lại chỗ tiểu đoàn quân y, thì nó cũng đi chỉ có một loáng sau thôi, nó xách về 2 con gà, nó làm thịt, nó mời tôi có cả rượu đàng hoàng, hút thuốc sa mít, phải nói là đời sống chúng nó sướng quá. Thế thì nó bảo thôi mày về phép đợt này á thì tao cho mày 1 cân mì chính đó, với là mày mang về cho mẹ tao 1 cân mì chính là 2 cân với một số các cái vải. Thằng này nó lấy cũng được nhiều, tôi ước tính phải đến cỡ 15 cân vải. Vải hoa có này, vải pho có này, đủ các loại vải. Thì nó bảo là mày cầm cái này về thì tao cho mày mấy miếng, còn mấy miếng là mày cầm về mày đưa cho mẹ tao. Thì đó là nguyên cái đồ của thằng Sơn ở ngoài trạm phẫu nó gửi tôi. Còn tôi ở trong chiến trường ra, xin được nói với đồng chí về phép, không có cái gì. Đúng có bộ quần áo với cái ba lô lộn, không có cái gì hết. Thì lúc ra ngoài thị trấn Lếch thì chúng tôi được thanh toán phụ cấp. Mà chúng tôi chiến đấu trong đó mấy năm trời rồi là không bao giờ biết nhận phụ cấp là cái gì hết, đơn vị giữ hết. Thì lúc đó tôi mới biết là
mấy năm trời dồn lại thì cái phụ cấp của tôi nó cũng nhiều. Thế là ở lách được 2 ngày thì bắt đầu là chúng tôi lên xe về thủ đô Phnom Penh. Thì trên đường hành quân lộ theo lộ 5 đi qua tỉnh Công Bông Chi Năng về thủ đô Phnom Penh. Về thủ đô Phnom Penh thì tôi nhớ tôi về tôi ở một cái trạm. Mà cái trạm nó hình như cách Hoàng Cung khoảng độ đâu hơn cây số thôi. Mà cái lúc tôi về đó để chờ tiếp tục là ngày mai là lên xe là đi về Việt Nam. Thì chiều hôm đó tôi có lượn ra cái khu đó thì tôi mới biết là Hoàng Cung thôi. Chứ còn thủ đô Phnom Penh thì tôi hoàn toàn là mù tịt. Tôi không phải là đơn vị ở trong đó nên tôi không biết gì về thủ đô Phnom Penh cả. Nhưng mà phải nói là lúc đó về thủ đô Phnom Penh phải nói là cực kỳ là sầm uất rồi. Bà con nhân dân ở thủ đô Phnom Penh rồi bộ đội ta, rồi lúc đó có cả bộ đội Campuchia người ta kiểm soát đó nữa. Nhưng mà lúc đó tôi thấy hình như cái bộ đội ta là cũng mặc quần áo của lính Campuchia đấy, chứ không phải mặc là quần áo của bộ đội ta đâu. Theo như là tôi quan sát như vậy thôi, chứ cái đó thì tôi cũng không được rõ lắm. Mà người ta buôn bán ở đó sầm uất lắm. Quán hủ tiếu rồi là quán hàng bán ở đó phải nói là cực kỳ là sầm uất. Rồi là đêm lại thì đèn điện rất là nhộn nhịp. Thế là được nghỉ ở thủ đô Phnom Penh được một ngày một đêm. Thì về đó tôi cũng có mua sắm thêm một ít đồ, như là chủ yếu là mua vải thôi. Thời trước mà chúng tôi đi thì đang cái thời kỳ bao cấp, ăn hàng phân phối, vải vóc quần áo gì của gia đình ở bên Việt Nam này cũng đang là phân phối. Nên là nói đến vải thì ở Việt Nam rất là cần. Thì tôi lại mua thêm một ít vải ở thủ đô Phnom Penh nữa để mang về. Có nghĩa là cái ba lô của tôi là chỉ có vải là vải thôi. Phải đến 30 cân vải. Thế là xe chở chúng tôi là lúc đó là đi qua Phà Niếc Lương, về qua cửa khẩu ở Tây Ninh chứ không đi đường Tịnh Biên. Đó, đi về đó là chúng tôi đi về chỗ cái binh trạm ở Củ Chi. Về binh trạm Củ Chi nghỉ được một ngày, sau đó là tiếp tục có xe là chở chúng tôi đến ga tàu, gọi là cái ga tàu Bình Triệu. Mà nói đến cái ga tàu Bình Triệu thì lúc đó là thời gian trước là tôi có nhiều cái kỷ niệm rất buồn cười ở cái ga tàu Bình Triệu. Mà cái lần trốn về đi thăm gia đình thì xe chở xuống đến ga thì lúc đó là bọn tôi mua vé. Nhưng mà cái thời xưa mua vé nó không như bây giờ đâu. Ngày xưa vào các cái cửa vé đi mua vé thì nhân viên người ta có kiểu thấy bộ đội bọn tôi đó, nhưng mà hầu như người ta cũng chả coi trọng. Nói chung là không có cái gì, nói chung là không có gì là ưu tiên cả. Mà cái thái độ bán hàng bán vé kiểu ngày xưa mà bán theo cái kiểu căng tin với bán theo cái kiểu mà dịch vụ mậu dịch thì vào đó mua nên thực sự với các đồng chí là tức như bò đá. Họ cứ lơ lơ láo láo như vậy thôi, chứ còn thấy nó cũng nhiều khi nó cũng cảm thấy buồn. Mà nghĩ lại đời lính thì đúng là bên Việt Nam mình thì hòa bình, nhộn nhịp, vui vẻ. Đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia đất Campuchia là chiến trường, là chết chóc. Thì tôi nói với các đồng chí khi về đến đó, cái tư tưởng chúng tôi nó rất dao động. Bởi vì nếu như cái cuộc chiến tranh nó diễn ra trong nước giống như thời kỳ đánh Mỹ thì tôi lại không nói làm gì. Đường này chúng tôi làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Mà sang nó đánh quân Pol Pot thì các đồng chí đi bộ đội chiến đấu ở trên chiến trường Campuchia thì các đồng chí cũng biết rồi, hy sinh mất mát thì nó nhiều. Đấy, nhưng mà chỉ cần trở về nước thôi. Hay như cái thời gian chúng tôi đánh nhau với quân Pol Pot ở biên giới Tây Nam thì cần trở về phía sau mấy cây số thôi là hòa bình rồi, là nhộn nhịp rồi. Đấy, nhưng mà tôi không hiểu sao cái thế hệ như chúng tôi lúc đó lại có cái suy nghĩ nó rất tích cực và không bao giờ so đo tính toán. Đấy, sau này tôi về phép tôi lại trở lại đơn vị chứ tôi không đào ngũ, tôi cũng không trốn. Tất nhiên đồng đội của tôi cũng có một số người là không chịu được gian khổ là cũng đào ngũ chứ không phải là không có. Nhưng mà lần này tôi được về phép đứng ở ga Bình Triệu và được tham quan một số chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là tư tưởng nó cũng có dao động chứ không phải là không có. Thế rồi là tôi cũng lên tàu rồi là đi mất 3-4 ngày
thì mới về được đến cái ga Văn Chai, mà cái chỗ đó cũng là những cái điểm kỷ niệm của tôi. Tôi có hai lần nhảy tàu ở đó, thì lần này là lần thứ ba tôi cũng tiếp tục là nhảy tàu, bởi vì từ đó đi về nhà mình nó mới gần thôi, chứ còn ra đến thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ thì đi về nhà mình nó xa lắm. Mà lúc đó làm gì có phương tiện đâu, mà ngoài Bắc lúc đó phương tiện vận tải xe khách nó không có như ở trong miền Nam, nên là chủ yếu là bằng đôi chân thôi. Với là đi bộ như chúng tôi thì chúng tôi đi chi quét đi quá nhiều rồi, chúng tôi quen với cái vấn đề đi bộ. Thế là tôi vứt cái ba lô vải xuống với một số đồ dùng trong trong ba lô vứt xuống đó. Xong bắt đầu là lựa phát là lao xuống ngay, nhảy tàu. Sau đó là lại lấy cái ba lô bắt đầu là đeo. Cứ thế là cắt thẳng hướng là đi về nông trường Yên Mỹ. Thì lúc đó là nhà tôi là sau cái năm 78 đắp đập, thì nhà tôi từ trong cái đội Mỹ Thượng là chuyển ra ngoài cái đội Mỹ Phú. Thì lúc đó là tôi về nhà. Tôi về nhà mà đúng là tôi rớt nước mắt. Xin đừng nói với các đồng chí. Cái lúc tôi đi là tôi sửa sang lại cho mẹ tôi một ngôi nhà không phải là khang trang lắm, nhưng mà nó rất là chắc chắn. Mà xung quanh là ngày trước tôi lên rừng tôi đi chặt nứa về, tôi đập ra tôi đan thành phên, rồi di bếp là tôi cũng đan thành phên, rồi là tôi chắt đất lại. Tuy cái nhà không phải là khang trang nhưng mà nó rất sạch sẽ và ấm cúng. Nhưng mà lần này tôi về tôi nói với các đồng chí, nhà tôi, nhà mẹ tôi, 2 năm trời tôi mới về. Nhìn cái nhà nó bị rông hay bị gió như thế nào đó là nó lại hơi siêu siêu vẹo vẹo như thế này. Hai trái hai bên nhà thì lạt buộc nó không được chắc, nó sệ xuống. Cái mái tranh nhà mẹ tôi thì nó mục nát. Còn xung quanh là vườn thì cây cối nó chả có gì, nó tiêu điều, nó thưa thớt tiêu điều lắm. Đúng là tôi về tôi đứng ở sân tôi nhìn mà đúng là thấy nó tiêu điều. Thì lúc đó là tôi về đến nhà thì mẹ tôi đang ngồi nói chuyện ở bên hàng xóm. Lúc đó là mẹ tôi là công nhân, mà mẹ tôi thì là bị mù mất một mắt. Thì đó là các em thấy tôi về là nó gọi toáng lên, cái rồi là mẹ tôi bên nhà hàng xóm là cứ chạy về, rồi hàng xóm người ta nghe nói tôi về gọi chạy sang đông lắm. Thì đúng là mẹ con ngồi ngay ở chỗ ngạch cửa, trước cái cửa ra vô, đúng hai mẹ con chỉ ngồi ôm nhau khóc thôi. Rồi các em tôi là thấy tôi khóc, mẹ tôi khóc, thì các em nó cũng ôm lấy tôi rồi nó cũng khóc. Thế rồi làng xóm người ta đến người ta động viên, rồi xong cũng thôi. Tôi về đến nhà thì cái đêm đó tôi không ngủ được. Thứ nhất là bạn bè, rồi là ở chỗ gần nhà tôi lại có một cái đội dân công, người ta đi đắp đập á, cũng nhiều con gái lắm. Thì người ta cứ nói bộ đội ở chiến trường Campuchia về thì người ta cũng không quen biết mình đâu, nhưng người ta nghe nói người ta cũng vào người ta chơi. Nên cái đêm hôm đó là tôi phải tiếp khách ở làng, rồi là lanh quanh ở đó. Thì khi khuya rồi thì người ta về đi, thì đúng là ngày xưa thì thắp đèn dầu nó lù mà lù mù như vậy. Thế nằm trên giường thì suy nghĩ là làm sao đó rồi phải làm lại cái ngôi nhà cho mẹ tôi, để mình có đi quay lại chiến trường mình cũng cảm thấy yên tâm. Thế cho đến sáng ngày mai thì tôi mới lấy toàn bộ cái số vải mà thằng Sơn ở ngoài cái tiểu đoàn cô đi ấy, nó gửi tôi, thì tôi mới cầm sang. Tôi cầm sang nhà thằng Sơn mà ô cha, mẹ thằng Sơn thấy tôi bà cũng mừng mừng túi túi, bà khóc, bà hỏi thằng Sơn nó có vấn đề gì không. Thế là tôi kể một loạt về thằng Sơn cho bà nghe thì bà cũng yên tâm. Sau đó đi về thì tôi nghỉ ở nhà nó có 3 ngày thôi. Thì bắt đầu là tôi mượn bà con anh em ở trong làng. Bởi vì như cái thời kỳ như chúng tôi thì cái văn hóa làng xã nó thể hiện cái tinh thần đoàn kết nó tốt lắm. Lúc đó cũng không phải tiền nong gì đâu. Mà cái thời gian đó là tôi về thì tôi cũng có cái phụ cấp mấy năm trời tôi chưa được lấy đó, thì tôi cũng có tiền. Tôi cũng mua cái nọ mua cái kia. Rồi bắt đầu là mượn anh mượn em mượn bà con lối xóm. Rồi cũng báo với chính quyền địa phương là lên trên rừng lim là đi chặt gỗ. Đi vào rừng đó là đi đánh gỗ về xong buộc thành bè rồi mang về. Rồi cũng có gia đình người ta có trâu, rồi người ta cho mượn trâu rồi là kéo gỗ lên. Nói chung là hầu như là cả làng súng vào làm cho nhà tôi. Mà lúc đó thì tôi chỉ có đưa tiền cho mẹ tôi là đi mua thức ăn thôi, đi chợ búa là mua thức ăn là nấu nướng cho bà con người ta đến người ta giúp đỡ. Là làm cho mẹ tôi cái ngôi nhà. Thì đâu có khoảng độ 1 tháng trời thì tôi dựng được cho mẹ tôi được một cái ngôi nhà gỗ cũ.
cũng tương đối là khang trang. Tôi khẳng định lúc đó là có lẽ là cái nhà gỗ của mẹ tôi lúc đó là cũng vô cái loại là nhất nhì ở trong làng. Sau đó là làm xong nhà cho bà thì còn thời gian còn lại là bắt đầu là tôi lại ra ngoài vườn cuốc đất, trồng khoai, trồng rau. Rồi hầu như cái suốt cái thời gian một tháng rưỡi tôi về phép, tôi chỉ có làm nhà với làm vườn cho mẹ tôi không, để khi mình có đi thì mình yên tâm. Thì cái đợt đó mẹ tôi mới nói bảo là thôi mẹ ở nhà lấy ít tháng nữa, lấy vợ đi rồi hả San. Nhưng mà tôi ở trong chiến trường tôi cũng có chút kinh nghiệm về cái này rồi. Tôi đa số là mấy anh em cứ về phép rồi là cưới vợ, rồi đụng vào đến phụ nữ là sang chiến trường trường là dễ chết lắm. Là tôi cũng phân tích cho mẹ tôi. Cái lúc đó thì xin được nói với các đồng chí là gần chỗ cái đội tôi thì có một cái đơn vị dân công, người ta lên người ta đi đắp cái đập Yên Mỹ này, nên là toàn là con gái thôi. Mà con gái ngày xưa thì xin được nói với các đồng chí là bị thừa, còn thanh niên đàn ông như chúng ta thời đó thì là bị thiếu. Bởi vì cái thế hệ đánh Mỹ thì người ta đã là hy sinh mất mát rất nhiều rồi. Rồi đến cái thế hệ mà đánh quân Pol Pot là đến thế hệ bọn tôi, rồi là thế hệ đánh quân Trung Quốc nữa, là cái thế hệ với chúng tôi. Thì hầu như cái thời như cái chúng tôi là lớn lên 17, 18 tuổi là đi vào chiến trường rồi. Nó mới thừa lại cái số lượng phụ nữ rất nhiều. Mà lúc đó là mỗi, không biết các cái địa phương khác như thế nào thì, nhưng mà ở tôi thì con gái thích bộ đội lắm. Cứ anh nào mà đi bộ đội về là hầu như là tán gái dễ lắm. Nhưng mà tôi cũng cái kinh nghiệm đó là tôi không. Mà tôi nói với các đồng chí chứ thỉnh thoảng tôi cũng mò xuống chỗ cái đơn vị dân công đó, đi chơi. Mà con gái đúng là gái dân công có khác, người ta mạnh dạn lắm. Nó xuống nó chơi mà tôi nói với các đồng chí là không cẩn thận là chị em nó còn vật ra nó lột quần ra nữa kia. Chị em đi dân công mà đắp đập. Cái thời gian đó, nhưng mà tôi thì lại nói không với cái chuyện đó, bởi vì mình còn quay lại chiến trường nữa. Thế rồi là tôi cũng ổn định xong cái chuyến thăm về phép đó, thì tôi lại cũng chia tay mẹ rồi là các em rồi là bà con lối xóm. Thì tôi lại quay lại trở lại chiến trường Campuchia. Thì đây là một cái câu chuyện kỷ niệm đời lính của tôi. Tôi xin được kể lại là như vậy.